cho kiếm tu 13. Tiểu sư đệ à, ngươi đừng có sợ nhá, sư tỷ tới đây sẽ bảo vệ ngươi. Trong giếng cổ này vậy mà ẩn chứa biết bao nhiêu là âm linh. Một con âm linh trong luyện khí cảnh nó không đáng sợ, nhưng mà nếu như lên tới hàng trăm mấy con thì độ khó của cuộc chiến sẽ không hề giống nhau chút nào đâu. Nhìn tình hình thì có vẻ như bách tính trong toàn bộ thôn này đã bị ma tu biến thành âm linh ở trong nhà rồi. Chuyện bi thảm như vậy mà có thể xảy ra sao? Hôm nay ta Nam Cung Nguyệt nhất định phải diệt trừ cái ma vệ đạo mới được. Sư tỷ à, ta đến giúp tỷ đây. Nguyệt Hoa, Thiên Quang Trảm, Sương Nguyệt Trảm, tên tà ma ngoại đạo ngươi sát hại vô số, ta hôm nay phải lấy mạng của nhà ngươi. Hãy xuống mà lấy cái lục với tất cả những thôn dân đã chết bi thảm ở ngôi làng này đi. Tiêu tán. Vậy sư tỷ này trông vậy mà khác hoàn toàn với dáng vị nhỏ bé bên ngoài đó, chiến lực còn mạnh hơn mình tưởng tượng nhiều. Sư tỷ à, cẩn thận đó. Sư tỷ à, không sao đâu. Ta đây tôi liền, vậy mà lại lôi được cái đám đệ tử của Thiên Diễn Kiếm Tông kéo tới đây. Thiên đường có lối mà ác ngươi không đi, vậy thì đừng có trách ta, ta tiễn các ngươi xuống địa ngục nha. Người này là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ sao? Sao có thể như thế được? Lẽ nào là tin tức của tông môn đã nhận định sai rồi sao? Không phải đâu, nhìn khí tức của hắn thì chắc có lẽ là hắn mới đột phá đó. Tôi vì cái tên tiểu tử nhà ngươi không cao, nhưng mà nhãn lực thì khá là tốt đó. Đúng thế, ta chính là vừa mới đột phá kim đan đó. Nếu như có thể rút được hai phần âm phách của các ngươi ra thì thực lực của ta sẽ còn lớn mạnh hơn nhiều đó. Tiểu sư đệ à, ngươi mau lùi lại đi, đừng có đã bị thương đó. Ngươi dám đả thương con rùa phách của ta, vậy thì ta phải lấy ngươi thế cho bọn chúng, biến ngươi trở thành con rùa của ta mới được. Xem chiêu đây. Với cái loại chiến đấu giữa các cao thủ như thế này thì tiểu tu sĩ có tu vi luyện khí trung kỳ như mình á vẫn nên tránh xa ra chút thì tốt hơn. Lỡ may mà có bất cẩn thì lại phải hồi sinh lại ở cái thôn tân thủ mất. Con nhà đầu này quả thực khó đối phó thật, đành phải gọi ma anh tới giúp vị. Tên ma đạo này muốn triệu hồn ma anh sao? Ta xuống quỷ mẫu hiếp anh, đẳng cấp tên anh, sức mạnh trúc cơ trung kỳ, HP 7000/7000, tấn công 88, phòng thủ 60, tốc độ 70, kỹ năng đại kiêu trường tiệp, quái lợ hiếp khấu, phi thiên hiệp bức. Một cái chí mạng trừ 1610. Sư tỷ à, tỷ cứ yên tâm mà đối phó với ma đạo đi. Để ngăn cái tên ma anh này, ta phải ăn tim của nhà ngươi, ăn lục phù ngũ tạng, ăn sạch của người của nhà ngươi. Sương Nghiệt Trộm, một chiêu chí mạng trừ 1260. Giai đoạn 2, ma anh phi thiên hiếp bức. Hiếp bức âm, trong thời gian thi triển sẽ dao động tam thần, hiệu quả kỹ năng thân pháp từ 30%. Giữ vững tinh thần, không được để bọn chúng làm phân tâm. Phúng hồn vũ, hiệu ứng vô hiệu hóa được kích hoạt bảo qua hộ giáp trong 15 giây. Đây chính là y lực của võ kỹ hiện phẩm sao? Quả thực là so với Sương Nghiệt Trảm mà cùng mạnh hơn mấy lần đó. Khốn kiếp, không cam tâm.
Trong tiểu sư tỷ dáng vẻ dễ thương ôn nhu, thế mà thực lực lại mạnh không tưởng cơ chứ. Trước đây coi như là đã nhìn lầm rồi. Ta có chết thì cũng tuyệt đối không đỡ các ngươi được sống đâu. Sư tỷ à, mau dùng ta bịt miệng và mũi lại đi, cái đó là mỹ trùng đó.